Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel YouTube Tô Vẽ Tranh này của mình. Để bắt đầu cho video ngày hôm nay, mình đã có chuẩn bị sẵn một bức tranh về một cái máy bay đang bay trên trời này. Và hãy cùng mình tô màu cho bức tranh này nhé. Anh thích bỏ ngao ấy, thành ngao nó ngọt. Ngao về phải ngâm nước à? Ngâm giờ chiều. Bây giờ mình đến đây là sao ngâm được? Chả cần ngâm, về em lục em à đừng lục qua quên. Ngao ngon chứ, nó ngọt. Mua thêm đĩa thịt chó nữa. Trời, tuyệt vời. Hôm nay em mới có dỗ xong rồi lại có thịt chó. Kiếp nấu một làm một con chó mà vẫn thường ở nồi. Chắc chó mỡ. Đúng không? Kiểu như là nhiều đồ rồi anh. Gà, qua dưa gà, bún gà, các kiểu. Chó mỡ chỉ còn nướng á. Chỉ vì việc ăn thì chó mà vợ chồng cãi nhau. Và thêm một ít màu hồng đậm cho phần cánh của máy bay này nhé.
Và bức tranh về cái máy bay này đã được mình tô màu xong rồi nhá, với màu chủ đạo là màu hồng của cái máy bay. Và phần những chi tiết phụ thì mình sẽ tô màu vàng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình nhá. Bye bye.